Chào mừng quý khán giả đã trở lại với bản tin tài chính bất động sản được cập nhật mới mỗi ngày của chúng tôi. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Xác minh thu nhập tài sản của 8 trưởng phòng thuộc Bộ Công an. Bộ Công Thương điều động luân chuyển hàng loạt lãnh đạo cục vụ. Xe ngân hàng chở tiền đến nhà và lời hứa cứ yên tâm về nhà ăn Tết của ông Đỗ Hữu Ca. Truy tố thêm hai nữ cán bộ Hà Nội trong vụ đấu giá đất gây thiệt hại 100 tỷ đồng. Và sau đây sẽ là những thông tin chi tiết. Kính mời quý khán giả cùng theo dõi. Ngày 23 tháng 2, Thanh tra Bộ Công an công bố quyết định về việc xác minh tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn trong Công an Nhân dân năm 2024. Qua bốc thăm ngẫu nhiên, Thanh tra đã chọn ra 8 trưởng phòng để xác minh thuộc các đơn vị là Cục An ninh Điều tra, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra, Cục Cảnh sát Hình sự, Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính, Tư pháp, Học viện An ninh Nhân dân, Thanh tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng Kinh tế Buôn lậu C03 và Bệnh viện 199. Phạm vi xác minh từ bản kê khai tài sản, thu nhập lần đầu đến bản kê khai hàng năm, cụ thể là năm 2023, thời hạn xác minh là 45 ngày tính từ hôm nay. Đây là năm thứ ba Thanh tra Bộ Công an tiến hành xác minh tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai theo quy định của Luật Phòng chống tham nhũng. Trong năm 2022, Thanh tra Bộ đã bốc thăm chọn ra 14 người có chức vụ quyền hạn ở 7 đơn vị thuộc Bộ để xác minh. Tuy nhiên, kết quả chưa được công khai. Thời gian qua, ngoài Bộ Công an, nhiều đơn vị địa phương khác cũng tổ chức bốc thăm để xác minh tài sản thu nhập của cán bộ trên địa bàn. Việc xác minh này được thực hiện theo hình thức bốc thăm ngẫu nhiên, kể từ khi Luật Phòng chống tham nhũng 2018 có hiệu lực. Người có nghĩa vụ kê khai tài sản thu nhập gồm cán bộ, công chức, sĩ quan công an, quân đội, quân nhân chuyên nghiệp, phó phòng trở lên tại đơn vị sự nghiệp công lập và doanh nghiệp nhà nước, người ứng cử đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp. Ai kê khai không trung thực, giải trình nguồn gốc của tài sản thu nhập thì tùy theo tính chất mức độ sẽ bị xử lý. Các tài sản thu nhập kê khai gồm quyền sử dụng đất, nhà ở, công trình xây dựng và tài sản khác gắn liền với đất, nhà ở, công trình xây dựng, kim khí quý, đá quý, tiền, giấy tờ có giá trị và bất động sản khác mà mỗi tài sản trị giá từ 50 triệu đồng, tài sản tài khoản ở nước ngoài. Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, trong năm 2023 đã xác minh tài sản thu nhập của hơn 8.500 người, trong đó chỉ phát hiện 6 người kê khai không trung thực, chiếm 0,06%. Ngày 23 tháng 2, Bộ Công Thương đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên về công tác cán bộ đối với các đơn vị thuộc Bộ này. Cụ thể, bà Nguyễn Thị Lâm Giang, Chánh Văn phòng Bộ Công Thương được điều động giữ chức Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm Năng lượng, ông Khiếu Ngọc Sáng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công Thương được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng Bộ Công Thương. Đáng chú ý, trong đợt công bố quyết định về công tác cán bộ lần này, một số lãnh đạo đang giữ chức cục trưởng, vụ trưởng được điều động làm phó cục trưởng, vụ trưởng ở vị trí mới. Cụ thể, ông Trần Duy Đông, cục trưởng cục xuất nhập khẩu được điều động bổ nhiệm sang vị trí phó cục trưởng cục xúc tiến thương mại. Ông Nguyễn Anh Sơn, vụ trưởng vụ pháp chế được bổ nhiệm làm cục trưởng cục xuất nhập khẩu thay ông Trần Duy Đông. Ông Phương Hoàng Kim, vụ trưởng vụ tiết kiệm năng lượng được điều động bổ nhiệm giữ chức phó vụ trưởng vụ khoa học công nghệ. Ông Hoàng Tiến Dũng, cục trưởng cục điện lực và năng lượng tái tạo được điều động bổ nhiệm làm viện trưởng viện khoa học và công nghệ mỏ luyện kim. Ông Tô Xuân Bảo, cục trưởng cục kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp được bổ nhiệm làm cục trưởng cục điện lực và năng lượng tái tạo thay ông Hoàng Tiến Dũng. Trước đó, ngày 20 tháng 12 năm 2023, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 34 và ra thông báo kết luận Ban cán sự Đảng bộ Công Thương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo để Bộ Công Thương và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác tham mưu ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió, trong thực hiện quy hoạch điện 7 điều chỉnh, trong tham mưu ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá xăng dầu, dẫn tới nhiều cán bộ, đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Ông Hoàng Tiến Dũng, cục trưởng cục điện lực và năng lượng tái tạo, ông Trần Duy Đông, cục trưởng cục xuất nhập khẩu, ông Phương Hoàng Kim, vụ trưởng vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững nằm trong số những cá nhân có vi phạm khuyết điểm. Theo đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban cán sự Đảng bộ Công Thương và cấp ủy chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa hoàn tất cáo trạng truy tố cựu giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời truy tố vợ chồng
chùm mua bán hóa đơn Trương Xuân Đức, Nguyễn Thị Ngọc Anh cùng 10 người khác về các tội danh trốn thuế, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, nhận hối lộ và đưa hối lộ. Theo tài liệu điều tra, khoảng tháng 10 2022, vợ chồng Trương Xuân Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh biết tin Trương Văn Nam, cháu của Đức, bị cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh bắt, khám xét liên quan đến hành vi mua bán trái phép hóa đơn và đang mở rộng điều tra các công ty do hai vợ chồng này quản lý nên tìm cách chạy tội vì lo sợ sẽ sớm bị bại lộ. Qua trao đổi, được biết doanh số bán ra của công ty khoảng 200 tỷ đồng, dù không làm việc gì để lo chạy tội cho Đức, nhưng ông ca vẫn bảo chuẩn bị số tiền 10% doanh thu bán ra của công ty để lo việc, đồng ý với yêu cầu của ông Đỗ Hữu Ca. Từ cuối tháng 10 đến tháng 12 2022, vợ chồng Trương Xuân Đức đã 4 lần đến gặp và đưa tổng cộng 35 tỷ đồng cho ông Đỗ Hữu Ca tại nhà ở xã Kênh Giang, huyện Thủy Nguyên. Đáng chú ý, trong lần đưa tiền thứ 3, vợ chồng Trương Xuân Đức đã đưa tổng cộng 15 tỷ cho ông Ca để lo chạy tội. Số tiền này được Trương Xuân Đức nhờ giám đốc một ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong, thành phố Hải Phòng chỉ đạo nhân viên lái xe ô tô của ngân hàng chở đến nhà ông Ca. Sau 3 lần đưa tiền nhưng thấy việc chạy tội chưa có kết quả, Đức tiếp tục chỉ đạo Ngọc Anh mang thêm 5 tỷ đến đưa cho ông Ca. Tại nhà ông Ca, thông qua điện thoại của Ngọc Anh, cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng đã nói chuyện trực tiếp với Đức và cho biết chưa nắm bắt được thông tin gì từ phía công an Quảng Ninh. Đồng thời bảo Đức về nhà mình ở một thời gian để tiện trao đổi công việc nhưng Đức từ chối. Sau 4 lần đưa tiền chạy tội nhưng vẫn không có kết quả phản hồi, gần trước Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, Đức cùng vợ đến nhà ông Ca để hỏi kết quả chạy án. Tại đây, ông Ca nói đã lo xong việc ở công an Hải Phòng. Còn ở công an Quảng Ninh, ông Ca đã nhờ người đàn ông tên là Giang, là người có mối quan hệ rộng trong lực lượng công an lo xong việc. Ngoài ra, ông Ca còn bảo Đức cứ yên tâm về nhà ăn Tết, không phải lo lắng. Tin tưởng ông Ca đã lo chạy án xong, Đức không bỏ trốn nữa mà quay về Hải Phòng ăn Tết, sinh hoạt bình thường cùng gia đình. Đến ngày 3 tháng 2, 2023, Trương Xuân Đức bị công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Ngày 7 tháng 2, 2023, Ngọc Anh bị bắt giữ về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước. Trong quá trình điều tra bổ sung vụ án thông đồng dìm giá và trúng đấu giá với giá trị thấp, gây thiệt hại hàng trăm tỷ đồng, cơ quan tố tụng đã truy tố thêm hai nữ bị can là cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Cụ thể ra sao, các bạn cùng theo dõi tiếp video này nhé! Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng và chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội nghiên cứu, đưa ra xét xử Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1970, cựu chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex cùng đồng phạm trong vụ án sai phạm trong đấu giá quyền sử dụng đất ở huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội. Cáo trạng Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội truy tố 9 bị can gồm Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Quang Hưng, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Thanh Trì, phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex Tạ Thị Vân, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Bắc Từ Liêm; Nguyễn Xuân Đức, phó tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Mỹ Đình; tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Dược phẩm Vimedimex 2; Nguyễn Thị Diệu Linh, tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thẩm định giá và Đầu tư Hà Nội, gọi tắt là Công ty Vivai; Nguyễn Ngọc Thắng, tổng giám đốc Công ty Vivai; Nguyễn Đức Phương, thẩm định viên Công ty Vivai; Trần Công Tuyên, trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng và giải phóng mặt bằng thuộc quản lý dự án huyện Đông Anh, Hà Nội; Vương Thị Thu Thủy, chuyên viên ban quản lý dự án huyện Đông Anh, bị Viện Kiểm sát truy tố về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản. Trong quá trình điều tra bổ sung, cơ quan tố tụng đã truy tố thêm hai nữ bị can là Bùi Thanh Huyền, phó chi cục trưởng chi cục quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội và Nguyễn Thị Cẩm Lê, cán bộ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo cáo trạng, quá trình định giá đất xác định giá khởi điểm làm cơ sở tổ chức đấu giá khu đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh. Các bị can Nguyễn Diệu Linh, Nguyễn Ngọc Thắng, Nguyễn Đức Phương là thẩm định viên có chức năng, nhiệm vụ thẩm định giá theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, trong quá trình định giá đất khu đất nói trên, các bị can đã không định giá đất khách quan mà theo đề nghị của Trần Công Tuyên và Vương Thị Thu Thủy thống nhất cố ý hạ giá trị khu đất để ban hành chứng thư định giá đất không đúng với giá trị thực tế gần 285 tỷ đồng, tương đương 17,6 triệu đồng trên mét vuông. Việc này đã gây hậu quả làm sai lệch giá khởi điểm đưa vào đấu giá, tạo điều kiện cho các công ty tham gia đấu giá của Nguyễn Thị Loan thông đồng dìm giá và trúng đấu giá với giá trị thấp, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 135 tỷ đồng. Viện Kiểm sát Nhân dân cho rằng hai bị can bị truy tố bổ sung là Bùi Thanh Huyền và Nguyễn Thị Cẩm Lê đã thiếu trách nhiệm trong quá trình kiểm tra, thẩm định chứng thư, thẩm định giá của công ty tư vấn, không phát hiện các phiếu khảo sát được lập từ tháng 8/2020. Trước thời điểm được bốc thăm lựa chọn là đơn vị tư vấn thẩm định giá tại thời điểm tháng 9/2020.
hai bị can này chấp thuận các tài liệu trong chứng thư thẩm định giá và kết quả thẩm định giá của công ty Vivai với giá là 17,6 triệu đồng trên mét vuông, dẫn đến việc hội đồng định giá của thành phố xác định giá khởi điểm thấp hơn nhiều giá trị thực. Bên cạnh đó, quá trình tham gia đấu giá khu đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, Tiên Dương, Nguyễn Thị Loan còn dùng pháp nhân của ba công ty đều do Loan điều hành hoạt động để tham gia đấu giá, thống nhất với các bị can khác bỏ giá các vòng với số tiền như nhau để được bốc thăm và công ty nào trúng đấu giá thì dự án vẫn thuộc của bị can Loan. Cáo trạng cũng xác định ông Vũ Xuân Tùng, chi cục trưởng chi cục quản lý đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, biết các đơn vị ký hợp đồng tư vấn thẩm định giá với Sở Tài nguyên và Môi trường có trích lại 35% giá trị hợp đồng cho chi cục quản lý đất đai. Tuy nhiên, ông Tùng đã không chấn chỉnh, ngăn chặn mà đồng ý cho cán bộ nhận số tiền trên để dùng vào mục đích chung của chi cục. Kết quả điều tra cho thấy không có tài liệu chứng cứ chứng minh việc ông Vũ Xuân Tùng chỉ đạo các nhân viên yêu cầu các đơn vị tư vấn thẩm định giá phải trích lại 35%. Đồng thời, không có tài liệu chứng cứ xác định việc ông Tùng bàn bạc thống nhất với công ty thẩm định giá và cá nhân, đơn vị khác hạ thấp giá trị lô đất trên. Do vậy, cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý đối với ông Tùng. Căn cứ trên chứng thư thẩm định của công ty Vivai và dự thảo tờ trình của chi cục quản lý đất đai, ông Lê Tuấn Định, khi đó là phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, nay là chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Đông Anh Hà Nội, đã ký tờ trình gửi hội đồng thẩm định giá đất cụ thể của thành phố về phương án xác định giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khu đất phía Đông Nam, xã Tiên Dương, trong đó xác định đơn giá đất làm căn cứ xác định giá khởi điểm là 17,6 triệu đồng trên mét vuông. Ngày 19 tháng 10, 2020, căn cứ vào tờ trình này kèm theo hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội chuyển đến, Hội đồng thẩm định giá đất cụ thể thành phố tổ chức cuộc họp để thẩm định giá khởi điểm khu đất phía Đông Nam thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương. Trong quá trình kiểm tra, không có căn cứ xác định ông Lê Tuấn Định được đơn vị tư vấn hay các cá nhân tham gia đấu giá nhờ tạo điều kiện hạ giá khởi điểm. Không biết phiếu khảo sát của công ty Vivai bị lập khống nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý ông Định trong vụ án này. Thời gian tới, Cà Phê Lên TV sẽ triển khai nhiều video hấp dẫn về hỏi đáp từ hội viên, series kiến thức bất động sản, review khu vực hay dự án theo yêu cầu từ hội viên, tin nóng về hạ tầng. Những video này chỉ dành riêng cho hội viên của kênh Cà Phê Lên TV. Trân trọng mời các bạn đăng ký trở thành hội viên ngay hôm nay để chúng tôi có động lực phát triển nhiều video hay và bổ ích hơn nữa. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Để không bỏ lỡ những thông tin mới nhất về tài chính bất động sản, quý khán giả đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và nhấn vào biểu tượng chuông. Chúng tôi rất mong nhận được sự ủng hộ và đồng hành của quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình lần sau.